Đấng toàn tri toàn năng, Đấng dựng nên vũ trụ muôn loài và con người chúng con. Cảm tạ ơn Chúa, buổi chiều tối hôm nay Chúa cho chúng con được hẹp lại ở tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ để chúng con tưởng niệm 39 năm mất nước, và để chúng con đặc biệt là tưởng nhớ đến những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng như đồng minh đã anh dũng hy sinh để bảo vệ hai chữ tự do. Và để chúng con cũng cầu nguyện cho những gia đình của các liệt sĩ, xin Chúa Ngài cũng ban phước cho tất cả mọi gia đình. Và đặc biệt là chúng con cũng cầu nguyện cho cộng đồng tị nạn Việt Nam của chúng con ở tại đây cũng như khắp nơi trên thế giới luôn được phát triển về mọi phương diện, cũng như đoàn kết mạnh mẽ hơn để chúng con góp phần đem lại dân chủ, nhân quyền, tự do và cơm no áo ấm cho 90 triệu đồng bào của chúng con tại quê nhà. Và chúng con có bấy nhiêu lời cầu nguyện trong danh Chúa của Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Amen. Kính lạy Đức Quốc Tổ Hùng Vương, kính lạy hồn thiêng sông núi, kính lạy các anh linh chiến sĩ, các tướng lãnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kính lạy tất cả quý vị vượt biên vượt biển tìm đường tự do vì hai chữ tự do đã bỏ mình. Thưa quý ngài, hôm nay là ngày chúng con tất cả các tôn giáo, các cộng đồng đồng hương tị nạn cộng sản tại miền Nam California nói riêng và vùng phụ cận nói chung vân tập đến tượng đài kỷ niệm Việt Mỹ tuần tiết tại quê nhà. Chúng con thành tâm hướng về Đức Quốc Tổ và tất cả chư anh linh và hồn thiêng sông núi, ngưỡng nguyện các ngài vì thương dân tộc trên 80 triệu đồng bào đang lầm than thống khổ, và bao nhiêu chúng con ở hải ngoại đã lạc lòi và muốn trở về quê nhà để xây dựng, nhưng vì không còn một chút tự do bên quê nhà. Kính mong quý ngài từ bi ban phước lành cho trên 80 triệu đồng bào tại Việt Nam và cũng như bao nhiêu triệu đồng bào ở hải ngoại sớm có được ngày vui đoàn tụ để chúng con xây dựng trên quê hương xứ sở Việt Nam. Kính mong các ngài từ bi lượng thứ phù hộ cho toàn thể chúng con ngày hôm nay và mãi mãi sau này, là một người Việt Nam luôn luôn giữ nước và giữ nước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tôi Phật giáo Hòa Hảo, đại diện trong nhóm Phật giáo Hòa Hảo của nước Việt Nam và ở hải ngoại, kính xin chào mừng tất cả quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, kính xin chào mừng tất cả quý vị lãnh đạo chính quyền ở địa phương, kính xin chào mừng tất cả những quý vị hội đoàn đảng phái truyền thông và truyền hình. Chúng tôi đại diện về phần tâm linh, hơn gần 40 năm nay đã luôn luôn cầu nguyện ở bề trên đấng chí tôn trời Phật để mà phù hộ cho đất nước Việt Nam sớm giải nạn, nhưng mà sau 39 năm cũng chưa giải nạn. Chúng tôi giờ đây xin cầu nguyện ơn trên chuyển hướng cho những người lãnh đạo cộng sản nên nhớ rằng mình là người Việt Nam. Người Việt Nam, người Việt Nam ơi hỡi, thương giống nòi có phải hơn không? Nếu mà các ngài chuyển những vị lãnh đạo tinh thần bên cộng sản không được thì các ngài cho họ đi qua Tàu ở luôn, để tất cả chúng ta nhân dân cùng đồng hương đồng bào những người đã mất đứng lên để lãnh đạo đất nước Việt Nam trong tương lai. Xin kính chào tất cả chư quý vị. Lời cầu nguyện của châu đảo cao đài California, thành viên Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ. Hỡi anh linh các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh, xin hãy về đây chứng giám tấm lòng thành của những người còn sống luôn luôn thương tiếc và nhớ ơn các anh. Các anh đã chết lúc hăng say bảo vệ đất nước,
tổ quốc ghi ơn các anh. Các anh chết đang lúc gắng hết sức mình bảo tồn đơn vị, đồng đội thương tiếc các anh. Các anh chết ở ngoài chiến trận để hậu phương được an bình, toàn dân vinh danh các anh. Cái chết của các anh thực sự đã che chở cho những người còn sống. Sự hy sinh cao cả của các anh xứng đáng muôn đời ngưỡng mộ. Và hôm nay, trước bàn thờ Tổ quốc Việt Nam, với tình huynh đệ chí binh, với nghĩa đồng bào ruột thịt, chúng tôi xin kính thỉnh cầu nguyện Đức Quốc Tổ Hùng Vương, các vị tiên đế, các bậc anh hùng liệt nữ cùng hồn thiêng sông núi phù hộ vong linh các anh sớm siêu thăng trên cõi thiêng liêng hàng sống, và dân tộc Việt Nam giải thoát được đại họa độc tài đảng trị. Đặc biệt khẩn cầu ơn trên ban hồng ân cho thế giới hòa bình, nhân loại sống chan hòa trong tình thương yêu và thuận thảo. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay nhân ngày 30 tháng 4, chúng con đến đây xin kính nguyện cầu ơn trên hay tùy từ gia hộ cho tất cả những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như quân đội đồng minh và quân dân cán chính đã hy sinh đời mình vì lý tưởng tự do cho đất nước Việt Nam. Và hôm nay chúng con đến đây cũng xin nguyện cầu đúng như chủ đề của buổi lễ hôm nay, đó là toàn dân vùng lên đánh đuổi bọn tà quyền cộng sản để cho đất nước Việt Nam chúng ta thực sự sẽ có tự do, dân chủ và nhân quyền. Xin nguyện cầu ơn trên gia hộ. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo và Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, vừa rồi là phần nghi lễ của Hội đồng Liên tôn cũng như là các quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo. Và bây giờ chúng tôi trân trọng.